34. Đại trưởng lão sobita C. Sự hoạch đắc danh hiệu đệ nhất Trước 500 đại kiếp kể từ đại kiếp hiện tại, Sopita tương lai dưới giáo lý của những tín ngưỡng khác đã thực hành thiền hữu sắc không có tâm trong khi đang trú trong tầng thiền thứ tư ấy. Vì ấy mạng chung và tái sanh vào cõi hữu sắc. Ở đó vì ấy sống 500 đại kiếp là thọ mạng ở cõi đó sau khi mạng chung từ kiếp sống ấy vì ấy tái sanh vào cõi người và trở thành chàng trai bà la môn sobita khi duyên lành đã đến để giác ngộ vì ấy trở thành tỳ khưu trong giáo pháp này của đức phật gotama chuyên tâm hành đạo và chứng đắc đạo quả a la hán với ba minh tức là túc mạng minh thiên nhãn minh và lậu tận minh một hôm khi vị ấy khai triển túc mạng minh vị ấy có thể thấy sự tái sinh của mình trong kiếp hiện tại và khi theo dõi lùi lại, vị ấy có thấy cái chết của mình, tức là sắc na tâm tử ở kiếp sống kế trước kiếp cuối, nhưng vì ấy không thể thấy kiếp kế trước kiếp cuối này vì là kiếp thuộc cõi vô tưởng. Năng lực nhớ lại những kiếp quá khứ được thành lập dựa trên sự nhớ lại những sắc na của tâm tử và thức tái sanh của những kiếp quá khứ. Năng lực này chỉ liên quan đến những hiện tượng của tâm như sự hữu biết mối quan hệ nhân quả của các lộ tâm gần. Chúng sanh vô tưởng ở cõi hữu sắc không có tâm, nên không thích hợp với sự xem xét kỹ này. Kiếp sống kế trước kiếp cuối của vị ấy không có các hiện tượng của tâm, và vì thế không thể biết được, cho dù năng lực của Túc Mạng Minh. Đại đức Sô biết Tá sử dụng trực giác của vị ấy như vậy. Bất cứ chúng sanh nào mà vẫn còn đi trong luân hồi thì chẳng có một giây phút nào mà năm uẩn không sanh. Một chúng sanh đã sanh trong cõi sắc, không có tâm nhưng có thọ mạng 500 đại kiếp. Do đó, chắc chắn ta đã sanh vào cõi ấy và sống ở đó mà không có tâm. Đó chắc chắn là kiếp trước kế, kiếp cuối cùng của ta. Đó là cách mà Đại Đức Sô đạt đến trí tuệ về kiếp quá khứ của vị ấy. Nhớ lại kiếp quá khứ của người mà sanh trong cõi sắc không có tâm, là vấn đề thuộc phạm vi của chư Phật. Sự kết luận được rút ra bởi Đại Đức Tát là một khả năng phi thường của tâm, như dùng sợi dây lông của con bò da mà bắn vào một sợi lông của nó, hay như in dấu chân vào trong không trung. Do đó khi đề cập đến năng lực vô song của Đại Đức Tát vào một dịp nọ Đức Phật đã vinh danh vị ấy là vị tùy khưu tối thắng như vậy. Này các Tỳ khưu, trong số các Thinh văn đệ tử của Như Lai mà có khả năng nhớ lại những kiếp quá khứ của vị ấy, thì tỳ khưu Sobita là tối thắng. Muốn biết thêm chi tiết về khả năng phi thường của Đại Đức Sobita, hãy xem Quý Ná Giá Barajika -bar thứ tư kết thúc bằng Quý Nị quá Thứ và chú giải cùng phụ chú giải của nó.